iPhone hay là Android mới là vua lì đòn sau 5 năm sử dụng. Đây là iPhone XR và đây là Xiaomi Mi 8. Cả hai thì đều được ra mắt vào 2018, nhưng sau 5 năm rồi, con nào còn sử dụng ngon hơn. Anh em có thể thấy thiết kế của con Mi 8 bây giờ trông hơi phèn nhỉ. Phần cằm của nó thì rất là dày, mặt sau thì lại còn có cảm biến vân tay nữa chứ. Chê, còn iPhone XR thì sao? Mặc dù cằm nó dày hơi đều đấy, nhưng mà chính vì thế nhìn trông nó hài hòa hơn hẳn. Và mặt lưng của nó cũng trống trơn là mình đánh giá cao hơn. Về thiết kế, 1-0 cho đội iPhone 2018. Thế còn hiệu năng thì sao nhỉ? Sau 5 năm, Snapdragon 845 trên con Mi 8 này đã đuối sức rõ rệt rồi. Nếu mà anh em dùng bình thường ấy sẽ bắt đầu nhận thấy những hiện tượng lag. Đặc biệt nếu mà chơi game ấy thì con này khá là nóng và FPS cũng không ổn định. iPhone XR nhá, bản thân nó thì là dùng Apple A12, bây giờ không phải là quá mạnh, nhưng chơi game thì vẫn rất ngon, FPS ổn định.